các bạn nhé. Hôm nay là bạn Châu Giang, bạn tới Hiền Vân điều trị muộn buổi thứ hai, và như hôm trước mình có like và chia sẻ thì hiện tại Châu Giang đã được quỹ thiện nguyện Những Trái Tim Vàng đã ủng hộ bạn lấy cái chi phí điều trị. Và hôm nay thì nhờ cái chi phí này thì hôm nay Hiền Vân quyết định sẽ điều trị muộn và kết hợp cái công nghệ Big Cell để điều trị kháng viêm cho bạn ấy. Một lát nữa thì hôm nay một lát nữa bây giờ mình sẽ quay muộn, và một khoảng một tiếng nữa thì mình sẽ kêu coi cái cách mà điều trị muộn bằng Big Cell thì nó như thế nào. Nhiều người rất tò mò là cái công nghệ Big Cell điều trị muộn ra sao, thì khoảng một tiếng nữa thì mình sẽ quay cái phần Big Cell. Nhưng bây giờ thì mình sẽ quay đến muộn trước, vì hôm trước thì mình mới like cái ca bệnh lý ra nên để mình có những cái hình ảnh thực tế để mình xin cái quỹ thiện nguyện Những Trái Tim Vàng. Thì quỹ thiện nguyện đã đồng ý hỗ trợ bạn ấy điều trị kết hợp máy công nghệ cao vào, thì hôm nay thì bắt đầu bạn ấy hưởng cái chương trình tài trợ này, cái quỹ tài trợ này. Rồi bây giờ bộ phận máy quay đi sang đây. Thì nếu như lần trước mà mình kết hợp bắn Big Cell ấy thì da của bạn sẽ xuống rất là nhiều. Nhưng hôm trước bạn mới có nấy mụn không thôi và đắp cái mặt nạ phục hồi thì da bạn nó đã giảm tương đối rồi. Hôm nay thì mình lấy mụn mà mình kết hợp bắn Big Cell nữa thì nó không những giảm mụn mà nó còn giảm thâm. Thì khoảng một tiếng nữa thì mình lấy mụn xong thì mình sẽ kết hợp mình bắn Big Cell cho bạn luôn, thì mình sẽ quay cái công nghệ bắn Big Cell này như thế nào. Những bạn kia đâu? Có bạn Mai Thúy hỏi chị miễn phí là sao ạ? Có chị miễn phí có nghĩa là mà Hiền Vân chị Ba hiện tại thì có một cái quỹ thiện nguyện Những Trái Tim Vàng của tất cả bạn bè trên thế giới, bao gồm những bạn đến từ Mỹ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Úc, Thụy Điển, Brazil, vân vân và vân vân. Thì cái quỹ thiện nguyện này là những bạn mà fan trên YouTube của Hiền, thì khi xem những ca bệnh lý nặng thì các bạn luôn hỏi và cái liệu trình tiếp theo là như thế nào và bạn này bao nhiêu buổi. Và có những khách hàng thì mình điều trị, các bạn có đủ kinh phí điều trị thì các bạn có cái hình ảnh trước sau thì các bạn xem thì các bạn rất là happy. Nhưng có những trường hợp mà các bạn không đủ kinh phí thì các bạn chỉ có liệu trình khoảng 2 đến 3 buổi, thì thường các bạn hay hỏi là tại sao không thấy bạn đó điều trị tiếp. Thì bên mình cũng trả lời là kinh phí thì tùy theo khả năng của mỗi bạn khách hàng. Nên là bạn có những hoàn cảnh khó khăn thì bạn chỉ có thể là lấy mụn bớt thôi chứ chưa thể là hoàn thiện được cái làn da. Thì qua những cái clip video đó thì họ mới kêu gọi, họ thành lập một cái quỹ, họ cũng ngỏ lời với Hiền là thành lập cái quỹ Những Trái Tim Vàng. Thì thể thành lập cái quỹ thì họ quyên góp ủng hộ tài chính để giúp đỡ những cái bạn mà ưu tiên là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì các bạn không đủ tài chính để mà điều trị mụn. Thì như bạn Châu Giang hôm nay thì được tài trợ, quỹ tài trợ Tấm Lòng Vàng tài trợ cho bạn ý cái kinh phí để điều trị mụn tại Universiba này các bạn. Thì đối với trường hợp mụn nặng như thế này thì chắc chắn chúng ta phải điều trị từ 8 đến 10 buổi rồi. Nhưng chúng ta cần phải kết hợp máy công nghệ cao vào và phải có dưỡng chất bôi thoa tại nhà, thuốc uống. Thì bạn Châu Giang đã được quỹ thiện nguyện Tấm Lòng Vàng tài trợ cho em nhé em nhé. Em có vui vì điều đấy không? Có. Những bạn khách hàng nào á, các bạn là sinh viên học sinh mà các bạn không có điều kiện để điều trị mụn mà các bạn bị nặng á, thì các bạn có thể inbox ngay cho Hiền Vân Sĩ Ba để Hiền Vân Sĩ Ba có thể là gửi hình ảnh rồi xin cái quỹ thiện nguyện, thì các bạn sẽ được tài trợ chương trình mụn này. Cái mật độ mụn của bạn thì cực kỳ dày. Hôm trước thì bạn ấy đa phần là mụn đầu trắng, và hôm nay thì cái đầu mụn nó đã khô lại rồi, thì Hiền tiếp tục là lấy những cái phần mụn này. Có bạn An Đào bạn hỏi này, em muốn được tài trợ thì sao, chị có cần đăng ký gì không? Em ơi, em muốn được tài trợ thì em sẽ đến Hiền Vân này để chụp hình này, rồi mình quay trực tiếp lấy nhân mụn như thế này. Nếu trường hợp là em bị nặng thì em sẽ được tài trợ, còn mức độ nhẹ thì bạn em điều trị 1-2 buổi thì mình chắc chắn là bên quỹ thiện nguyện sẽ ưu tiên cho những bạn mà bị nặng nha em nhé. Thì hiện tại da em có bị nặng không, mụn có nhiều không thì em có thể gửi hình ảnh đây ạ. Còn thường 1-2 buổi thì các bạn cũng cố gắng là lo kinh phí. Còn thường thì bên mình cũng và bên Trái Tim Vàng cũng cố gắng là tài trợ cho những bạn mà với trường hợp mà bị nặng và không có điều kiện kinh phí để điều trị. Ưu tiên các bạn là học sinh, sinh viên nhé các bạn nhé. Cái mật độ mụn thì rất là nhiều, rất là dày. Chắc chắn thì sau buổi hôm nay thì các bạn sẽ thấy nó đỡ rất là rõ rệt. Hôm nay thì Hiền Vân sẽ dùng cái quỹ thiện nguyện đó để đưa vào phác đồ điều trị, và
kết hợp máy công nghệ cao để điều trị cho bé. Em tự đánh giá cái mức độ hồ sơ này, tí nữa mình sẽ coi cái phác đồ điều trị, các bạn tự đưa ra phác đồ cho bạn này đi. Mình mới nói này, từ khoảng 8 đến 10 lần thôi, các bạn tự đưa phác đồ đi. Bạn nào có thì ghi và tự đưa phác đồ đi, tí mình sẽ coi cái phác đồ của các bạn, xem các bạn đưa xem là nó đúng được bao nhiêu ý. Các bạn đưa từng ý một, thứ nhất là cái phác đồ phân tích ra, đầu tiên mình sẽ phân tích ra này. Thứ hai là mình sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị nè. Phân tích ra là bao gồm tất cả các bệnh lý trên da nha các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị bao nhiêu buổi, sau từng buổi thì nó sẽ như thế nào, kết hợp công nghệ gì, rồi dưỡng chất gì nha. Các bạn phải đưa giống như là mình tư vấn cho khách hàng vậy, các bạn phải ra phác đồ như vậy. Ở trong điều trị nó có diễn biến ra sao, khách hàng phải kiêng cữ cái gì, chăm sóc da như thế nào, rồi sau khi điều trị thì các bạn khách hàng phải phục hồi bằng cách nào để cho da nó khỏe, nó hạn chế mụn tái phát, rồi cái chế độ skin care tại nhà sau khi kết thúc nội trình nữa. Các bạn phải đưa ra được thì mình sẽ bổ sung nha, mình coi thì mình sẽ bổ sung. Học thì phải vậy thì nó mới nhanh, các bạn mới nhanh được. Chứ còn nếu như chúng ta mà cứ ỷ y vào mình thì các bạn một mình các bạn một sẽ cảm thấy là rối, khi mà gặp khách thì các bạn sẽ rối. Bên trong da bạn còn rất là nhiều mụn ẩn. Hôm nay thì chúng ta cũng lấy những cái mụn nó đã chín rồi thì mình sẽ ưu tiên lấy trước. Và có rất là nhiều bạn hỏi á, cho cô cái gạc mà ướt. Rất là nhiều bạn hỏi là lấy mụn một lần có hết không? Chắc chắn lấy mụn một lần là hết, nhưng với trường hợp mụn các bạn ít và viêm nhẹ, chưa bị viêm nặng và chưa bị nang. Còn với mức độ mụn bạn nhiều thì chắc chắn không thể lấy một lần hết được, vì lý do là thứ nhất là mụn nó ẩn sâu bên trong, chúng ta phải từ từ nhân mụn nó gom nó chín lại. Và vấn đề nữa, khi chúng ta lấy quá nhiều thì nó gây ra sự tổn thương và nó dễ để lại thâm và sẹo. Bạn thứ hai bạn hỏi, dạ chị ơi, em muốn được chị Hiền nặn mụn, em có cần phải đặt lịch riêng không ạ? Bạn Thiên An ơi, bạn là đặt lịch đi nhá, Hiền sẽ trực tiếp điều trị mụn cho bạn nhé Thiên An nhé. Các em kiểm tra da đi, các bạn có cần nhìn không? Các em kiểm tra da đi. Tuấn Anh thỉnh thoảng lấy máy lên trên một xíu để cho cái mắt nó lợi thoáng. Rồi con quay nhanh Thái nhé. Đây máy nha, lúc mình dừng tay để khách hàng họ không bị cận cảnh nhiều quá khó. Cái cùi mụn là cái nhân mụn nằm bên trong này, thấy chưa? Sổ em đâu Hương? Cái quyển tập của em đâu? Em học quyển tập của em đâu? Nó đi học có cái quyển tập mà quên nữa thì đi cày không ăn trâu. Tự ra phác đồ đi thì các em học mới nhanh được. Bác sĩ đã kết thúc cho bạn Châu Giang này, đúng rồi ạ. Cái này chắc chắn là em còn phải bị nhiễm cọc nữa em nhé, chứ không chỉ một cái tinh dầu tràm của em đâu, đúng chưa? Sử dụng nhiều loại kem chị mụn rồi đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Bác sĩ lát đấy hứa dặn bạn những cái phác đồ sau khi điều trị là cái vấn đề phục hồi về da cọc. Bạn Vi Hoàng bạn hỏi sao da bạn lại bị nặng hôm nay? Trước khi bạn đến Hiền Vân thì bạn đã sử dụng rất là nhiều kem để trừ mụn, thì da bạn hiện tại thì như Hiền nhìn thì là bạn bị nhiễm cọc rất là nặng. Ngoài cái vấn đề bạn nhiễm cọc, bạn có sử dụng cái tinh dầu tràm bắt đầu nó kích ứng mạnh này, các bạn thấy không ạ? Như hôm trước bạn có chia sẻ bạn sẽ sử dụng tinh dầu tràm, nhưng mà mình nhìn cái làn da này thì chắc chắn bạn đã sử dụng cái kem có chứa corticoid, nên hiện tại này cái da của bạn ấy sức đề kháng da nó rất là yếu. Và khi da yếu các bạn sử dụng cái tinh dầu tràm nó không hợp nữa, nó gây tình trạng bị kích ứng nặng. Bạn hỏi tiếp là mụn em giờ ít vậy, nếu em tự điều trị tại nhà thì có hết không chị? Mụn em ít, em tự điều trị ở nhà thì mình khuyên em là không lên nhé.
với mình là một chuyên gia về nấy mụn mà mình tự nấy mụn cho mình vẫn không hết chân, trừ mấy cái mụn mà đã lồi hẳn ra rồi thì em có thể cạy được một hai cái, mình gọi là mụn cám thôi nha. Còn mấy cái mụn ẩn hay mụn viêm á, nếu tự mình lấy cho mình là không bao giờ hết chân. Mà với một cái người có kinh nghiệm, có chuyên viên kỹ thuật viên lấy mụn mà nếu không có cái kỹ thuật tốt thì vẫn bị sót nhân mụn nha các bạn. Thì thường sót thì nó sẽ cương lên, đầu mụn nó đỏ, nó dễ bị thâm ngay tại vùng đó. Nếu như mà nó những cái mụn viêm nó to hơn thì nó dễ bị chai và nang. Vậy nên các bạn không tự lấy mụn nhà cho mình, mà các bạn cần những người có chuyên môn tốt để lấy sạch cái chân mụn đó. Bản thân mình cũng lấy cho mình cũng còn không sạch thì thường mình đa phần mình sẽ nhờ các bạn chuyên viên lấy mụn cho mình, chứ mình cũng không tự ý lấy cho mình được. Và chính mình cũng thỉnh thoảng ngứa tay mình cũng lấy một vài cái nhưng không bao giờ hết chân, và thường là sẽ để lại thâm và chai. Chai ra ngay cái đầu mụn tại cái vùng đó lại, thì các bạn không nên lấy mụn tại nhà. Trong da của bạn rất là nhiều mụn ẩn, nhưng hôm nay thì Hiền sẽ ưu tiên lấy những cái cục mụn nó đã chín trước. Mình lấy trước nha. Thì với cách lấy của mình thì nó, các bạn nhìn thấy thì nó cũng hạn chế tối đa cái sự tổn thương. Thì khi nó hạn chế được sự tổn thương thì cái vấn đề chúng ta hạn chế vấn đề để lại thâm và sẹo rỗ. Trong da bạn có rất là nhiều mụn ẩn, hôm nay thì mình sẽ xử lý những cái mụn đầu trắng và những cái mụn nào ẩn mà nó đã lồi lên bên trên rồi mình sẽ xử lý trước. Còn cái này nó còn kết bên dưới thì chúng ta dưỡng rồi da nó đoàn hồi tốt lại, biểu bì da nó khỏe hơn thì mình lại sẽ lấy từ từ. Thì bây giờ mụn nó kết dưới, các bạn cố lấy nó không có lấy được mà nó còn làm cho cái da nó tổn thương nặng và nó chảy cái da trên bề mặt thì nó tổn thương rất là ghê gớm và nó dễ bị thâm. Nó cái mụn bên trong vẫn cứng lắm ạ. Trường hợp này hơi nặng nhé. Là ra những cọc thường sự chăm sóc mùa hồ từ 6 tháng đến 1 năm đối với da nội tại thì thật. Nhớ là nghe những cái ý chính để sau này mình có tư vấn khách hàng thì mình đã nói trước thì khách hàng hiểu được cái cơ chế phục hồi và điều trị như thế nào thì khách hàng sẽ phối hợp tốt với mình. Trong da em còn rất là nhiều mụn ẩn nha. Nhưng hiện tại thì da của em đang yếu á, chưa còn lấy được, chắc một vài tuần nữa thì mình sẽ lấy được nhiều mụn ẩn dưới da em hơn. Nhìn bên dưới bạn còn rất là nhiều mụn ẩn. Nó không có bị viêm đâu ạ, nhưng cái chân này mụn ẩn này nó rất là cứng và ở dưới này nó rất là bự. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy thì chủ yếu chúng ta nhìn thấy mụn viêm thôi. Nhưng mụn ẩn ở dưới da thì các bạn chưa nhìn thấy, các bạn nghĩ là chỉ có mấy cái mụn đầu trắng nhưng thực ra bên trong dưới thì mình view ra một xíu các bạn nhìn thấy rất là nhiều. Hôm trước thì nó cái đầu trắng nó làm cho các bạn nhìn nó che lấp đi, nhưng mà các bạn nhìn kỹ bên trong nữa xác này, nó cực kỳ nhiều luôn ạ. Nhất là cái phần cằm á, cái phần cằm ấy, cái phần này mình nói lại đây là nó không hề viêm xương nhưng mà nó cứ ẩn ẩn lên trắng bên trong này đó. Mà da đang yếu và chúng ta mà lấy mà không cẩn thận là sẽ bị tổn thương rất là nặng. Và cái phần cằm hôm trước này nó bấy hay, hôm nay thì nó cũng tạm đỡ. Thì mình lấy giải quyết hết những cái đầu trắng trước, rồi sau đó thì da phục hồi bắt đầu đàn hồi tốt một xíu nữa thì mình sẽ lấy những cái mụn ẩn sau. Chỗ này là một cái chỗ này, nếu như chúng ta không giải quyết được mấy cái cục nợ đầu trắng này thì nó sẽ thành cái nang. Nhưng hiện tại thì nó cũng đã phát triển thành nang rồi, nhưng mà nang này thì nó chưa đến nỗi mà nó ăn luôn sâu. Bên spa mình có cam kết lấy mụn không để lại vết thâm ạ. À, em ơi, nếu trường hợp mà em đã có thâm rồi á thì khi lấy mụn mình chạy dưỡng chất là sẽ mờ bớt sau khoảng từ 10 ngày đến 15 ngày. Nhưng cái nào mà em chưa bị thâm thì nếu nó không phải là mụn viêm nang nha các bạn, nó chỉ ở mức độ mụn ẩn, mụn bình thường thì chắc chắn không để lại thâm. Cam kết không để lại thâm nhá. Còn cái nào em có thâm rồi á thì khi lấy thì chạy dưỡng chất vào thì nó sau 10 đến 15 ngày thì nó sẽ bớt thâm cho em. Thì cái mà em đã có thâm rồi mà bên mình nói là lấy không thâm thì sao mà được. Những cái phác đồ điều trị thâm thì nó lại có những cái phác đồ riêng biệt nữa. Nhưng mà trong quá trình chúng ta điều trị mụn, chúng ta chạy dưỡng chất, nó phục hồi, nó tái tạo, tăng sinh tế bào mới, collagen thì nó giúp chúng ta giảm thâm đối với những cái vùng thâm em đã có từ trước. Còn những cái nốt nào mà em chưa bị thâm thì chắc chắn mình lấy cho em sẽ không bao giờ bị thâm. Mình cam kết 100% là như vậy. Với kỹ thuật lấy mụn của mình chắc chắn cam kết là không hề lại thâm. Những cái nào em có rồi thì khi mà điều trị thì chạy dưỡng chất và nó sẽ giảm bớt cho em. Với em muốn hết thâm nữa thì bên mình có cái công nghệ điều trị chuyên về thâm, một lần thôi là bạn có thể sạch thâm được 80-90% rồi. Không cần phải buổi điều trị đến buổi thứ hai, chúng ta chỉ cần một buổi điều trị thôi. Đây là những cái cục mụn ẩn thì các bạn thấy là nó không hề bị viêm nhiễm.
nhưng mà chân mụn thì cũng tương đối nhiều. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Đây là những chân mụn ẩn bên trong này. Thì mình thấy cái nào chín được thì mình sẽ lấy cho bạn ấy, còn cái nào chưa chín thì mình để lần sau, chứ không thể một lúc chúng ta giải quyết hết được bằng những cái mụn cho khách hàng. Sau buổi hôm nay thì mình kết hợp cái công nghệ điều trị mụn bằng pixel, lần sau chắc chắn mình like này các bạn sẽ thấy được cái mụn của bạn giảm rất là rõ về cái phần viêm nha. Còn cái phần mụn ẩn thì chúng ta phải có cái thời gian từ từ chúng ta đưa ra. Công nghệ pixel này chuyên điều trị về mụn viêm và phục hồi da. Hôm nay thì cái mặt em nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ hơn. Bây giờ thì cái mặt nó đang là dày đúng không? Hôm trước thì mổ thì nó khó chịu, hôm nay thì nó dày. Trước em sử dụng cái kem gì rồi em mua về điều trị mụn? Hôm nay em có xài acne với lại kem nhẹ tay dùng. Acne, kem mẹ thì nơ, có hai loại đó thôi. Còn kem gì nữa không? Em thử nhớ xem. Acne thì kem nhẹ thái dương. Kem nhẹ của Decuma. Kem nhẹ của Decuma. Đây là những cái mụn ẩn sâu như các bạn. Nó còn cứng lắm nha, mình chưa lấy được hết cái chân này đâu. Nhưng dù mình chưa lấy hết chân thì cái kỹ thuật mình lấy nó cũng không để lại viêm cho bạn ấy. Lần sau các bạn sẽ thấy hôm nay không có mụn viêm. Thì mình lấy mình biết được là khi mà cứng thì mình biết đến cái đoạn nào mình dừng lại. Nhiều các bạn lấy không hết chân thì nó sẽ bị viêm và tấy nên, nhưng mình lấy nó sẽ không bị tấy này. Xích em một xíu, em xích em một xíu. Nhà em ở đâu? Em Bình Thạnh. Sáng ai chở đến? Dạ, em tự đi. Thank you.
mặn mặn.